Ở đời có ba bạn không qua lại, ba người không cầu xin và ba việc tuyệt đối không nhờ vả. Quý vị thân mến, cuộc sống hoàn cảnh không phải lúc nào cũng thuận theo lòng người. Khi thăng tiến, khi khó khăn, cuộc đời không ai có thể luôn luôn thuận buồm xuôi gió mà không gặp phong ba bão táp. Khi còn thành đạt, ai ai cũng nhận là bạn. Họ luôn sẵn sàng kề vai sát cánh bàn hết chuyện lớn nhỏ trên đời, coi nhau thân tình như tri kỷ mà dốc bầu tâm sự. Tuy nhiên đến khi sự nghiệp đổ vỡ, trong lúc khó khăn cần sự giúp đỡ nhất thì họ lại nhanh chóng ngoảnh mặt làm ngơ. Đúng là trong giàu có, bạn biết ta là ai. Khi nghèo khó, ta biết ai là bạn. Nhưng vấp ngã trong sự nghiệp không đáng sợ bằng vấp ngã trong tâm trí. Trong khó khăn hoạn nạn lại càng phải bình tâm sáng suốt. Người xưa dạy, dù nghèo đến mấy, có ba loại bạn tuyệt đối không nên qua lại. Ba loại người đừng tìm đến họ để cầu xin. Và có mệt mỏi bế tắc đến đâu, ba việc tuyệt đối không nhờ vả. Kênh Triết Lý Cuộc Sống xin kính mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm. Trước tiên, ba loại bạn tuyệt đối không nên qua lại. Thứ nhất là người tiêu cực. Đối với bất cứ chuyện gì, người tiêu cực cũng chỉ nhìn về mặt tiêu cực mà quên đi những điểm tích cực. Họ sẽ thuyết phục bạn tin vào những mặt tiêu cực và đi đến ngõ cụt, thay vì tìm ra cái may trong cái rủi, như những người tích cực thường làm, khiến bạn mất điểm tin, không thể phát triển bản thân. Bạn sẽ nghĩ cuộc đời là vậy đó, nỗ lực cũng thế thôi, rồi buông xuôi tất cả, phó mặc cho số mệnh và cuối cùng sẽ trở thành bản sao của chính họ, một người tiêu cực luôn thất bại. Thứ hai là người không có chí cầu tiến. Trong xã hội, có không ít những con người luôn tự hài lòng với hiện tại. Cho dù cuộc sống cứ thường thường bậc trung, nhưng họ lại không có đòi hỏi gì hơn và cũng không có mục tiêu để phấn đấu. Một số người lại quá ảo tưởng về bản thân, nên lúc nào cũng tự bỗ ngược cho rằng mình quá tài giỏi, không còn gì để họ phải cố gắng chinh phục nữa. Đây chính là biểu hiện điển hình của những người không có chí cầu tiến. Người không có chí cầu tiến giống như người sống không có mục đích vậy. Không cố gắng, không nỗ lực, không lý tưởng, cũng sẽ không bao giờ có tương lai. Qua lại với loại người này, ban đầu bạn sẽ cảm thấy cuộc sống dễ dàng quá, lòng thảnh thơi nhẹ nhàng không vướng bận. Nhưng bạn không ngờ được rằng đây chính là một loại độc dược nguy hiểm. Cái tư tưởng mặt trăng hay chớ qua thời gian được tích tụ sẽ nhấn chìm ý chí và nỗ lực của bạn, đưa bạn trở thành người an phận thủ thường, sống mờ nhạt và đơn giản, không có chút giá trị nào với người xung quanh. Cuộc đời bạn sẽ uổng phí vì sai lầm ngớ ngẩn đó. Thứ ba, người tự cho mình là đúng. Khác với hai kiểu vừa nói ở trên, đây là loại người vô cùng tự tin, có lẽ cũng rất lạc quan, tích cực. Nhưng người bị tự tin quá mức, luôn cảm thấy mình là giỏi nhất trên đời. Họ xem chính bản thân mình là hoàn hảo, là chuẩn mực và tự đưa ra những định lượng để đánh giá người khác. Người đó thường nghĩ lựa chọn và quyết định của mình là đáp án tiêu chuẩn duy nhất, không cho phép bạn có một chút quan điểm bất đồng nào. Từ đó, họ sẽ nhìn thấy người khác đầy rẫy những sai lầm và khuyết điểm. Tiếp xúc với người như thế rất mệt mỏi, bạn sẽ dễ bị tổn thương và sau một thời gian dài chịu đả kích, bạn sẽ trở nên tự ti, thậm chí là nhận thức về bản thân cũng trở nên mơ hồ, mất đi quan điểm riêng của mình với mọi điều và mọi người. Đặc biệt, khi đang khó khăn mà gặp phải kiểu người này, e rằng thứ bạn nhận được sẽ không phải cổ vũ hay khích lệ, mà sẽ là áp lực và đả kích. Tâm trạng cũng như cuộc sống của bạn từ đó sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Ý kiến tích cực của bạn bè đương nhiên là tốt, đáng để tiếp thu. Nhưng một kẻ quá coi trọng bản thân và khinh rẻ người khác sẽ đẩy bạn xuống cũng lầy thất bại ngày một sâu hơn. Người như thế không nên qua lại. Quý vị thân mến, nhân gian có câu: người năm bảy đấm của vạn loài. Lúc cảnh danh qua hàng tá người vây quanh, không phải lo cô đơn, không phải lo thiếu bạn. Vậy nhưng khi khó khăn thất bại, mới hiểu rõ lòng người ấm lạnh, mới biết rằng có một tấm chân tình trong cuộc đời này đáng giá biết bao. Tuy nhiên càng khó khăn càng phải thận trọng. Ngoài không nên qua lại với ba loại người trên, thì dù cuộc đời bi đát đến mấy, quý vị cũng tuyệt đối không cầu xin ba loại người sau đây. Thứ nhất là người thấy lợi quên tình. Dân gian có câu:
khi khó thì chẳng ai nhìn, đến khi đỗ trạng chín nghìn anh em. Kiểu người thực dụng coi trọng lợi ích và vật chất, bất kỳ xã hội nào cũng có. Trong xã hội hiện đại ngày nay, rất nhiều người dừng lợi ích để khẳng định giá trị sự nghiệp, có lợi thì làm, không lợi thì không làm. Thậm chí không ít người vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng vứt bỏ cả đạo nghĩa. Người xưa có câu, kiến lợi vong nghĩa, tức là nhìn thấy cái lợi trước mắt mà quên hết cả đạo nghĩa. Kiểu người này thấy lợi quên tình. Có người chỉ muốn cùng bạn ăn ngon uống say, còn khi không có rượu thịt, sẽ thẳng chân đạp cho bạn một cú. Người có quyền thế ra sức vì lợi ích bản thân mà tham ô hối lộ, làm việc trái pháp luật. Người không có quyền thế sẽ vì lợi ích mà bất chấp đạo lý. Bạn bè hay người thân vì lợi ích của mình mà bán đứng lẫn nhau. Kẻ tiểu nhân vô sỉ gặp lợi quên nghĩa. Vì lợi ích bản thân mà không tiếc bán đứng lương tâm và đạo đức của bản thân mình. Đây chính là điển hình của người bỏ đá xuống giếng. Họ luôn sẵn sàng để xem thường khinh bỉ bạn. Và nếu có thấy bạn sa cơ lỡ vận, họ càng tiện thể được nước làm tươi. Thậm chí còn ngáng chân sau lưng dồn bạn vào con đường cùng. Kiểu người này cũng được cổ nhân xếp vào hạng tiểu nhân không nên kết thân. Thử nghĩ xem, nếu bạn đi nhờ mấy người đó giúp đỡ thì hiển nhiên không chỉ bị từ chối mà sẽ còn bị sỉ nhục không thương tiếc. Họ sẽ nghĩ, lúc có tiền không phải bạn oai phong lắm sao? Sao giờ lại thành ra thế này rồi? Việc bạn gặp khó khăn chỉ khiến họ thấy vui vẻ đắc ý. Thậm chí loại người này không chỉ không giúp bạn mà sẽ góp phần hãm hại bạn. Cho nên kiểu bạn như thế này không có thì hơn. Kiểu thứ hai, người lật mặt như trở bàn tay. Đây có lẽ chính là kiểu chỉ cần bạn nhờ thì người đó lập tức sẽ đồng ý, ra vẻ rất phóng khoáng, dễ nói chuyện. Nhưng sau đó bạn phát hiện, sau mấy ngày rồi mấy tháng nữa, chuyện người đó đồng ý giúp bạn cứ thế bốc hơi. Bạn đợi mãi đợi mãi, cuối cùng đành phải đi hỏi xem tiến triển đến đâu rồi. Người đó sẽ hỏi lại bạn, ủa, chuyện gì cơ? Lắm chuyện quá, nên quên hết rồi. Họ là lôi ra đủ lý do để bảo là không giúp được. Cuối cùng lãng phí bao nhiêu thời gian, việc cần giải quyết vẫn không giải quyết được. Họ làm cho bạn sau nhiều ngày thấp thỏm hy vọng, cuối cùng thất vọng vì bị đá một cú đau. Công việc vì chậm trễ cũng trở nên hỏng tét. Họ giễu cợt niềm tin, niềm hy vọng, sự chờ đợi mong ngóng của bạn một cách tàn nhẫn. Hôm nay họ giả vờ nhiệt tình xuông xoe, ngày mai có thể thản nhiên lạnh lùng như chưa từng quen biết. Cho nên kiểu bạn lật mặt như trở bàn tay, đến lúc khó khăn nhất định không được nhờ cậy họ, nếu không sẽ càng thêm thảm và chuốc thêm nỗi nhục. Kiểu thứ ba, người có dã tâm, đục nước béo cò. Khi gặp khó khăn chúng ta rất mong được người khác giúp đỡ. Có người ngỏ ý muốn giúp thì vui mừng khôn xiết, chẳng khác nào như chết đuối vớ phải cọp. Nhưng nếu bạn nhờ đúng phải người bụng dạ khó lường thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Đệ nhất là còn có nguy cơ bị lợi dụng, trở thành công cụ giúp kẻ trục lợi. Ví dụ như bạn đang gặp khó khăn vì kinh tế, phải tính chuyện bán nhà để trả nợ. Người có lòng tốt sẽ giới thiệu cho bạn người cần mua để bán được với giá phù hợp. Còn kẻ có dã tâm sẽ biết bạn đang gặp khó khăn mà ép giá. Cuối cùng họ mua được giá hời, còn bạn đã khó khăn, đã còn phải chịu thiệt mất một khoản tiền không nhỏ. Tưởng được giúp đỡ, hóa ra là bị lợi dụng. Kiểu người như vậy không xứng đáng làm bạn bè. Khi khó khăn cũng không nên nhờ vả, nếu bạn không muốn biến mình thành miếng bồi béo bở cho họ kiếm ăn. Thưa quý vị, con người ai rồi mà chẳng phải có lúc vấp ngã. Khi vấp ngã thường thiếu tỉnh táo, và chính vì sự thiếu tỉnh táo đó khiến cho ta dễ dãi trong những mối quan hệ, thiếu thận trọng và sáng suốt trong việc nhìn nhận và đánh giá người khác, dẫn đến việc đưa ra những quyết định mù quáng hay dựa vào những kẻ không đáng để đẩy bạn vào bế tắc. Từ trên đỉnh cao ngã xuống bao giờ cũng khó đứng dậy hơn là thất bại ngay từ bước đầu tiên. Tuy nhiên trên đời này không có gì là không thể, chỉ cần chúng ta đủ quyết tâm và ý chí. Trên hết là trong thời điểm thất bát ấy, chúng ta tuyệt đối không nhờ vả ba chuyện sau. Thứ nhất, không nhờ người khác gánh sai lầm. Rơi vào hoàn cảnh càng khó khăn, ai cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi. Nhìn thấy hậu quả của sai lầm, ai cũng muốn né tránh,
thậm chí là sẵn sàng đổ lỗi cho người khác hoặc nhờ người khác gánh vác trách nhiệm hay giải quyết hộ. Thế nhưng ở đời không có thị kính thứ hai, nên việc đổ lỗi cho người khác hay đùn đẩy trách nhiệm dù bằng thủ đoạn hay phương kế nào thì cuối cùng cũng bị phát hiện. Và cái mất mát đầu tiên là mất một người bạn chân thành, người bạn hiếm hoi xuất hiện bên bạn lúc xa cư. Còn hậu quả của sai lầm mà bạn đã gây ra sẽ nặng nề hơn thêm vài phần nữa. Như vậy, bạn vừa mất cả chì lẫn chài, và quan trọng nhất là mất đi nhân cách, mất niềm tin của những người xung quanh. Cuộc đời bạn khi đó sẽ bế tắc vô cùng. Tâm lý chính là chìa khóa để thành công, bản lĩnh chính là năng lượng vô giá giúp bạn vượt qua thất bại. Còn nhân cách chính là người bạn cần có để đồng hành cùng bạn suốt cả cuộc đời. Đừng đánh mất ba thứ đó, cũng đừng đùn đẩy trách nhiệm hay nhờ vả người khác gánh vác sai lầm. Đó là hành vi tầm thường của một người đông nổi, và cũng chính là sự ngu muội nhất thời của kẻ khôn ngoan mà luôn phải trả bằng giá cực đắt. Thứ hai, không nhờ rượu tiêu sầu. Con người khi buồn thường tìm đến rượu, khi cô đơn cũng tìm đến rượu, khi thất bại cũng tìm đến rượu. Rượu trở thành người bạn không lời nhưng lại vô cùng thân thiết với nhiều người. Nhưng cổ nhân đã nói, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Say rượu chỉ có thể làm cho đầu óc mơ hồ quên đi những khó khăn khổ ải trong chốc lát. Nhưng rượu không giải quyết được vấn đề, rượu không làm vơi đi nỗi buồn, rượu không đưa bạn thoát khỏi bế tắc, rượu cũng không thể giúp bạn vượt qua nghịch cảnh. Ngoài ra, rượu còn làm tổn hại sức khỏe, giết chết tinh thần chiến đấu của bạn, che mờ tầm nhìn và giảm khả năng phán đoán chính xác. Trốn tránh trong bên rượu chỉ khiến bạn càng suy sụp hơn trong thất bại. Vậy nên, đừng bao giờ có ý nghĩ dại dột là mượn rượu, tiêu sầu. Thứ ba, không nhờ chuyện bán rẻ lương tâm. Thành ngữ Việt Nam có câu, đói ăn bụng, túng làm càn. Khi rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, rất nhiều người vì lợi ích mà bán rẻ nhân cách của mình như lừa đảo, trộm cắp, buôn lậu, tham ô. Người tin vào chính đạo hiểu rằng đời có vay có trả, tạo hóa vốn công bằng và ông trời luôn có mắt. Những người làm việc bất chính lương tâm không thể thảnh thơi, đêm nằm không có giấc ngủ ngon. Nhìn người khác lúc nào cũng mắt la mày lét, lén lút, sợ sệt. Cuộc sống không thể thoải mái, sao được gọi là đáng sống? Người như vậy chẳng khác nào mua dây buộc mình, mua gông đao cổ. Bản án lương tâm dày vò, bản án của pháp luật lúc nào cũng treo lơ lửng trên đầu. Rồi có một ngày, đầu cũng lìa khỏi cổ. Một khi vượt qua lằn ranh lương tâm, đạo đức sẽ không thể quay đầu lại được và sớm muộn cũng phải trả cái giá đắt gấp bội lần. Kính thưa quý vị và các bạn, thất bại không có gì to tát. Đời người thất bại là lẽ thường tình. Người xưa từng nói, ai chiến thắng mà chưa từng chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Cách duy nhất là dũng cảm đối mặt với thất bại và luôn tỉnh táo sáng suốt để tránh những sai lầm mà kênh Triết Lý Cuộc Sống đã vừa nêu. Hạnh phúc và thành công luôn chờ ta ở phía trước. Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.